Phu ta nét hồng mà nước trong vai quá vui. La La Lin tề ra xả cuối trong vai ưng răng. Lưu Đập Phát quý Lê Phan trong vai Phan Xã. Trong việc phụ sản khầm chắc chắn là có bí mật. Alisa khuỳnh khỏe trong vai Sải Mẩy. Đời nào tôi nhường chồng của mình cho người phụ nữ khác. Phimaya Buri Ratsupakon trong vai Đương Quát. Cha Quanh Quanh Watthana Phisipon trong vai Phim Đào. Ưng răng vĩnh viễn sẽ không ai biết được trong đường có gì. Sớm trai Khẽm Lạc trong vai Buôn Ta. Kron Phon Thiên Su Quang trong vai Khoảng Ngương. Cô là ai vậy? Hàn Đặc Pháp Lan Thạch Sọn trong vai Chuyên. Sao chiếc trường lại nằm dưới đường? Anh không muốn biết hay sao? Plot A Tha Sẻ Ri trong vai Úi Tha. Mang chiếc trường đó trả về lại chỗ cũ đi con. Hãy tin mẹ. Tất cả các người phải chết. Lá Thà Phong Chắc Phong trong vai Sa Nịt. Ra Quy Sả Lá Bí Buôn Ba Nụ Phá trong vai Kiềm Sam. Cũng sẽ bị phá vỡ theo. Hả? Nói như vậy chẳng lẽ sẽ tính sổ với chúng ta sao? Trước khi cô ta làm điều đó, tôi sẽ thiêu đốt cô ta, chính ngọn nến của tôi. Nghe rõ rồi chứ? Ưng Sơn. Đây là nến thiêu đốt linh hồn, tôi sẽ thiêu cô. Hãy kết thúc mọi chuyện đi, Ưng Sơn. Tôi sẽ thiêu linh hồn cô thành tro bụi. Ưng Răng. Ah!
Sơn, muốn đấu với tôi sao hả? Mẹ nguy rồi, Bùn ta sẽ chết đó mẹ. Mau cứu Bùn ta đi, nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta hãy đi thôi, nhanh lên. Đi Tây xã, đi thôi. Trời ơi, nhanh Tây xã nhớ. Mau đi nhanh lên, đi thôi, nhanh lên. Tôn Giang đã thoát ra rồi. Hả? Tôn Giang thật là quý quyền, tôi đã quá coi thường cô ta. Giờ phải làm sao đấy? Cảnh sát mà thấy được xương cốt ở trong chiếc rương thì sẽ to cả đám đó. Thôi, giờ phải lo thoát thân trước đã. Nếu mà Ưng Giang thoát ra thiệt rồi thì chắc chắn sẽ tìm mình báo thù đó. Chúng ta trở về biệt phủ trước, rồi tìm cách đấu với cô ta sau. Đi, đi, đi thôi. Đi thôi mà, đi. Đi thôi. Nhanh lên. Đi, đi, nhanh lên. Đã có chuyện gì? Chiếc rương. Ây, xảy ra chuyện gì vậy? Nè, thượng sĩ, thư
sĩ, thư sĩ, thư sĩ, thư sĩ. Má. Thư sĩ à, là tôi đi. Tôi đi mà. Trung quý. Sao tôi lại ở đây vậy chứ? Tôi mới là người phải hỏi thư sĩ đó. Sao thư sĩ lại ở đây? Chiếc Trương thì sao? Ai canh chừng nó vậy? Chiếc Trương. Trương à. Tôi không có tự giác mà ba giác tôi. Chị gái em bị người xấu bắt đi để giết chết rồi. Chơi gì kỳ vậy? Trung Quý ơi, Trung Quý ơi, anh đang ở đâu vậy? Trung Quý, còn đi theo người ta làm gì nữa? Mà nhanh dữ vậy. Trời ơi, trốn đi đâu? Anh trốn chị gái em đi mà. Cứu chị gái. Anh còn chưa cứu được anh ấy đẻ. Ôi trời ơi, tới một mình còn chưa đủ, rủ bạn chi nữa vậy? Trời ơi, trong trường đó có ma đó Trung Quý ơi. Thật sự có ma, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Lúc đó tôi đang đứng canh một mình thì có một đứa bé này không biết từ đâu tới. Thực sĩ, đuổi theo tôi. Rồi. Giờ thì chúng ta tới chỗ của chiếc Trương đi. Mở lên. Trung Quý à. Thực sĩ. Dạ được rồi. Trung Quý, chờ tôi với. Gió gì mà lớn dữ vậy nè, cứ như là có bão vậy đó. Thời tiết càng ngày càng thất thường rồi. Tim à, chẳng hiểu sao tim mình cứ đập thình thịch vậy luôn á. Lạ thiệt. Hay là có chuyện gì không được tốt xảy ra cho nên cậu mới linh cảm như vậy, phải không? Điên hả? Cậu nghĩ xa quá rồi đó. Thì có lẽ là do mình thiếu ngủ cho nên tim đập nhanh. Vậy sao? Vậy cậu mau đi ngủ đi. Cũng đúng, nửa đêm tự nhiên đi lặn xuống hồ, may là không bệnh đó. Được rồi, đi ngủ đi, đi ngủ. Mẹ ơi, nhanh lên. Anh đứng thẳng lên có được không vậy? Cứ chậm chạp như vậy thì cô ấy sẽ đuổi kịp đó. Không kịp nữa đâu. Cô ta đã ở ngay trước mặt rồi kìa. Ưng răng. Tại sao các người lại giết tôi? Tại sao lại giết tôi? Phụ nhân cướp con với. Gã muốn ta định hãm hại con. Cậu muốn ta để thực nào? Một chút việc làm cũng không xong. Ugh.
Nãy chiếc trương vẫn khóa mà Trung Quý. Cậu có ổn không? Vậy? Nè, hồn qua ương răng đi rồi đúng chứ? Có người đã động vào chiếc rương của cô ta. Được rồi, đi thôi. Tèn sẽ lái xe tới rồi. Đi. 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 Nhanh lên.
Phải làm gì đây hả? Mang sợi chỉ thiên này đi, cột vô trước cửa. Nhanh lên. Tàn xã, mang đi cột. Đi đi. Tàn xã. Dạ. Đi nhanh. Dạ. Đi đi. Dạ. Lệ bề dạ. Quá. Đảm bảo cô ta sẽ không thể vô đây. Mỹ à, con mở cửa cho mẹ đi con. Mẹ, sao trời nóng quá vậy? Mỹ à, mở cửa sao cho mẹ đi. Sao nóng quá vậy ta? Mẹ hả mẹ? Mẹ, bà ngoại, có chuyện gì xảy ra sao? Tìm à, đừng có mở cửa sổ, đóng lại, đóng ngay đi. Tại sao phải đóng hả? Bây giờ nóng quá mà. Từ bây giờ phải đóng cửa sổ lại. Mẹ với bà ngoại gặp chuyện gì hay sao vậy? Sao bà con thấy hai người cư xử kỳ cục quá vậy? Con cũng thấy vậy đó. Chuyện là như vậy. Mẹ vừa đọc một tin, họ nói là lượng khí ô nhiễm trong khu vực mình mấy ngày hôm nay vượt quá mức tiêu chuẩn do đốt phá rừng đó con. Nên là họ khuyên cáo tất cả mọi người phải đóng hết những cánh cửa, không được mở cánh cửa nào hết. Không khí đang rất ô nhiễm đó con à. Ôi, ê, dạ được, để con đóng cửa liền đây. Mình đóng cửa luôn nha, mình dẫn dưới bụi nên sợ nổ mụn. Thank you.
Các cửa lớn nhỏ được đóng hết rồi. Tôi đã giăng sợi chỉ thiên quanh nhà rồi. Tốt. Đừng cho bất kỳ ai ra vào căn nhà này cho đến khi trời sáng. Cậu có chắc không Bunta? Ưng răng với con ma chun kia sẽ không thể vào đây được, có phải vậy không? Tôi chắc chắn thưa phu nhân. Bùa chú của tôi không chỉ có vậy thôi đâu, vẫn còn có thứ tốt hơn như vậy nữa. Sao Mạnh cười vậy? Hiện giờ linh hồn Ả Ương Răng sẽ không dám đi vô đây đâu. Mọi người có thể yên tâm được rồi. Được mà. Anh phải nghỉ ngơi bao nhiêu ngày hả? Khoảng 4 đến 5 ngày. Không được, tôi không đợi được. Phải nhanh hơn. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi cảnh sát điều tra ra mọi chuyện. Được, tôi sẽ cố. Chúng ta thành ra như vậy tất cả là do một mình con gái chị làm đó. Thôi, bây giờ không phải là lúc xem ai đúng ai sai, mà chính là lúc chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Sẽ thoát được thôi mẹ à. Tất cả chúng ta sẽ thoát được thôi. Mm-hmm.
Mới sáng sớm mà đã đi đâu mất rồi? Mỹ à, dậy chưa con? Mỹ à, chào mẹ buổi sáng. Mỹ đâu rồi? Con tỉnh dậy thì đã không thấy Mỹ đâu. Con tưởng là Mỹ đã đi tìm mẹ rồi. Sáng tới giờ không thấy Mỹ đâu hết. Tên xạ, thấy Mỹ đâu không? Tôi không thấy. Chị Đương sao vậy? Đêm qua mày tiếp tục không ngủ ở nhà nữa hả chị Đương? Thật vậy hả Đương? Con cũng nghĩ là vậy đó mẹ. Đồn cảnh sát Nakhon Khan Katanamuri. Người ta gọi hiện tượng này là điềm báo đó quý vị. Ê, quý vị biết không, tôi nghĩ là bởi vì cảnh sát ở đây đã vớt được chiếc rương từ dưới hồ lên, khiến chủ rương nổi cơn thịnh nộ đó. Đúng. Chiếc rương dưới hồ trong biệt phủ Sển Khâm đó hả? Phải, đáng sợ lắm. Đúng vậy, không phải ma bình thường đâu. Nó đã khiến bao người chết rồi đó. Nhiều người chết lắm. Nhìn phần trang phục còn sót lại của người chết, không giống như người ở thời này đâu, giống người thời xưa hơn. Cũng chưa chắc đâu thượng sĩ. Người thời nay mặc đồ xưa cũng được, như trong lễ sổng đành, nữ thần Đốt Pha Mát hay các vũ công cũng vậy. Ừ, vũ công ở biệt phủ Sển Khâm. Thưa sĩ, biệt phủ Sển Khâm có cả vũ công nữa sao? Có chứ trung quý. Trước đây biệt phủ Sển Khâm chính là một xưởng dệt. Ngoài việc đó ra, họ còn mở phòng đón khách tham quan, bảo tàng tơ lụa. Nơi này được coi là nơi tiên phong của chiên bài đó trung quý. Xưởng dệt vải, vũ công. Mới biết được tin là cảnh sát đã mở được chiếc rương rồi. Phải. Mở được rương ra rồi hay sao? Vậy có biết bên trong chiếc rương có gì không? Chú. Không biết. Tôi cũng không biết mà. Cảnh sát ra rồi, tới phỏng vấn. Xin cho chúng tôi phỏng vấn. Làm ơn cho hỏi. Ở đây có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe được tin vớt được chiếc rương ở biệt phủ Sển Khâm, có đúng không? Đúng vậy. Trong rương có gì vậy? Có phải chiếc rương bị ma ám không vậy đội trưởng? Chuyện này như thế nào hả đội trưởng? Thật ra hiện giờ thì nó vẫn đang nằm trong danh sách các thông tin được bảo mật. Tôi không thể trả lời được vì sẽ làm ảnh hưởng đến vụ án đó. Vụ án sao? Có phải là vụ giết người hay không? Đúng là một vụ án giết người cần phải. Có đúng không thưa đội trưởng? Trong rương có phải có xác người anh trả không? Lời đi. Là phụ nữ hay đàn ông vậy? Là đội trưởng à? Có đúng không anh cảnh sát? Anh có thể cung cấp thông tin không? Cho mọi người biết đi mà. Trả lời đi mà. Có đúng hay không? Là phụ nữ hay đàn ông hả? Đội trưởng, đúng lắm rồi. Tôi đã nói là hiện giờ không thể trả lời gì nhiều được đâu. Mọi người về trước đi. Mời về cho. Hả? Đội trưởng hả? Đội trưởng, có như vậy thôi mà cũng không nói. Cho chúng về thôi. Mà nè, tôi là thượng sĩ, không phải là đội trưởng đâu. Ôi trời ơi. Trời ơi, thôi giải tán đi. Xương người hay sao? Sao rồi? Sẽ mãi không chịu nghe điện thoại của con. Thì gọi tiếp tới khi nào bắt máy. Dạ được. Trời ơi. Tên xã sao rồi? Tìm thấy Mỹ không? Dạ không thấy. Em nói rồi, con bé Mỹ này á thích gây chuyện dễ sợ luôn à.
Đứa cháu này cũng thật là không biết nghe lời người lớn dạy dỗ gì hết. Hễ nói một đằng, nó lại làm một nẻo. Ôi trời ơi. Mẹ, đừng trách móc có được hay không hả? Con đang rất lo lắng đây. Con nghĩ phải ra ngoài tìm thôi. Ôi, em không đi cùng đâu nha. Lỡ mà gặp con ma ương răng thì có mà chết hả? Em không đi, chị đi. Không được đi. Thank you.